cho các bạn thì đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số ngành học có liên quan đến con người, đó là một ngành hái ra tiền với cơ hội nghề nghiệp cao. Và du học ngành tâm lý thì các bạn sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành bác sĩ tâm lý, chuyên viên tư vấn hay là làm việc trong các công ty ở vị trí quản lý nhân sự. Và với ngôi trường mà chúng ta cùng tìm hiểu hôm nay, đó chính là đại học lớn thứ hai tại Hoa Kỳ về số lượng sinh viên đăng ký theo học, cũng như là trường đại học công lập có uy tín được thành lập từ năm 1963, đó là trường University of Central Florida, hay còn gọi tắt là UCF. Thì trường nằm tại Orlando, một thành phố yên bình, xinh đẹp, nằm ở ven bờ biển Đại Tây Dương với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, gần 5.000 nhà hàng, 12 trung tâm mua sắm tầm cỡ quốc tế, và thời tiết quanh năm thì mát mẻ với nhiệt độ trung bình là 22 độ C. Và đội ngũ giáo viên là các chuyên gia hàng đầu của các lĩnh vực khoa học. Nhiều giáo sư và nghiên cứu viên cao cấp của trường đã nhận được các giải thưởng khoa học có uy tín của Mỹ và quốc tế như là giải Nobel, giải Pulitzer, giải MacArthur, giải Thủy đồng học quốc tế. Và trường thì còn nằm trong top 4% các trường hàng đầu ở Hoa Kỳ, xếp hạng thứ 173 trên tổng số 4.500 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Bên cạnh đó thì trường còn xếp hạng 97 trong số các trường đại học công lập ở Mỹ và xếp hạng 58 chuyên ngành máy tính, cũng như là xếp hạng 100 về các chuyên ngành kỹ sư và xếp hạng 133 về các chuyên ngành kinh tế. Trường thì còn là đối tác chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn như là Microsoft, NASA hay là Siemens. Còn các bạn sinh viên thì có thể tìm thấy bất kỳ ngành học mà mình mong muốn tại trường University of Central Florida, từ khoa kinh tế, nghệ thuật nhân văn, giáo dục, kỹ sư, sức khỏe cộng đồng, cho đến các ngành thuộc khoa khoa học chuyên sâu với các lĩnh vực như là tâm lý học, hành vi giao tiếp con người, nhân chủng học, tiếp thị, quan hệ công chúng. Còn về điều kiện đầu vào thì yêu cầu các bạn là tốt nghiệp trung học phổ thông, có điểm trung bình cuối năm lớp 12 là từ 6,25 trở lên. Tuy nhiên, nếu điểm trung bình lớp 12 của bạn thấp hơn 6,25 thì điểm trung bình 3 năm lớp 10, 11 và 12 phải từ 6,25 trở lên. Nhưng đối với trường hợp này thì các bạn hãy gửi cái học bạ 3 năm học của mình đến với văn phòng công ty Tân Đại Dương để có thể xem xét cái trường hợp này của bạn như thế nào. Còn về yêu cầu tiếng Anh thì yêu cầu bạn phải có IELTS là 5.5 hoặc TOEFL IBT là 60. Tuy nhiên, nếu bạn nào chưa có tiếng Anh như thế này thì các bạn cũng có thể học khóa Anh văn đầu vào của trường trước khi mà vào học khóa chính. Và các bạn hãy lưu ý là ngày nhập học của trường là vào tháng 1, tháng 5 và tháng 8, và ngày nhập học của khóa tiếng Anh và khóa chính là giống như nhau. Còn để tìm hiểu rõ hơn về học phí, chi phí sinh hoạt cũng như là những yêu cầu như thế nào, các bạn cũng có thể truy cập ngay vào website tundaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Các bạn cũng có thể lên trực tiếp văn phòng theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn có hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ dồn vĩ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới đây bạn Misa sẽ chia sẻ một chút ít kinh nghiệm của bạn với cuộc phỏng vấn với lãnh sự Mỹ vào buổi chiều ngày hôm nay. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn ngay bây giờ. Thì chị xin chào Misa. Dạ, em xin chào chị. Misa có thể giới thiệu sơ nét về bản thân mình cho tất cả các bạn được biết. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Misa, mình 17 tuổi và mình hiện đang học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái bí quyết của mình trong cuộc phỏng vấn vừa rồi. Misa cho chị hỏi là mình học chương trình phổ thông của Việt Nam, vậy thì qua Mỹ mình sẽ tiếp tục học chương trình gì em ạ? Dạ, em qua Mỹ sẽ vẫn tiếp tục học chương trình phổ thông ở bên đó và học lớp 12. Mình chọn trường nào để mình theo học em? Dạ, em chọn Học viện Willowbank ở bang Orlando, Texas. Trường đó rất là tốt và em nghĩ là cũng là một trong những trường khá là tốt ở Mỹ. Em có thể chia sẻ rõ hơn những thông tin trường cho các bạn biết không? Trường mà Willowbank thì là nằm ở thành phố Orlando ở bang Texas. Nó là một cái trường mà được công nhận bởi hai cái tổ chức lớn ở bên Mỹ. Nó có rất nhiều cái chương trình học hỗ trợ cho tất cả các bạn học sinh, ngay cả bạn là diễn viên hay là những người có cái công việc lịch học đặc biệt thì trường vẫn hỗ trợ rất là nhiều. Đặc biệt với các bạn du học sinh quốc tế thì trường còn hỗ trợ cả tiếng Anh cho mình nữa. Rồi, sau khi mình hoàn thành cái chương trình phổ thông á, mình có dự định là học tiếp lên cái chương trình gì hay không? Dạ, sau khi mà em học xong chương trình phổ thông thì em sẽ vẫn tiếp tục học lên đại học ở bên Mỹ luôn ạ. Mình đã có dự định được cái chuyên ngành mà mình sẽ tiếp tục học trên đại học chưa? Dạ rồi, em dự định sẽ học quản trị kinh doanh. Vậy chắc là em có một cái sở thích kinh doanh hay sao mà mình chọn chuyên ngành đó? Dạ, em cũng có sở thích kinh doanh và em dự định là sau khi học cái chương trình quản trị kinh doanh và tốt nghiệp đại học xong thì em sẽ quay trở về Việt Nam và làm cho công ty của mẹ em.
Rồi cho chị hỏi là sao mình biết tới dịch vụ của Tân Đại Dương để mình tìm tới đây để chúng tôi hỗ trợ cho em? Dạ, em biết dịch vụ Tân Đại Dương tại vì là trong quá trình mà tìm hiểu các vấn đề về du học thì em đã thấy là công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty tốt nhất và hàng đầu trong dịch vụ giúp các bạn học sinh về vấn đề phỏng vấn du học ạ. Trong quá trình mình làm hồ sơ với Tân Đại Dương có cái trường hợp nào để lại ấn tượng cho em hay không? Dạ, cái ấn tượng của em là cái khi mà em chuẩn bị trước ngày phỏng vấn thì em sẽ được các chị tư vấn kiểm tra lại toàn bộ các cái thông tin này nọ, thì em thấy các bạn đậu phỏng vấn rất là nhiều và khi các bạn quay về thì ai cũng rất là vui và em cũng vui là tại vì hôm nay em cũng là một trong những bạn đó rồi ạ. Rồi mình có cảm nhận như thế nào về chúng tôi? Em cảm thấy là Tân Đại Dương làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là gọn gàng, chuyên nghiệp mà cái cảm giác là rất là thân thiện với các bạn du học sinh. Cho dù là có đậu hay không thì công ty vẫn rất là vui vẻ, cởi mở và đặc biệt là đa số đều đậu rất là cao. Chị cảm ơn Lisa đã tới đây và có một cuộc chia sẻ cho chuyện ngắn để dành cho những các bạn mà đang có dự định đi du học Mỹ giống như em sẽ có thêm thông tin cũng như là những kiến thức bổ ích hơn. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Dạ. Yeah.